Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương tin mới. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, tin mới xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến mưa lũ đang diễn ra tại Trung Quốc. Trong chương trình ngày hôm nay, xin chuyển đến quý vị diễn biến đợt lũ kỷ lục đổ về đập Tam Hiệp, đặc biệt là thông tin Thủy điện Trung Quốc thông báo xả lũ xuống dòng sông Hồng. Cơ quan chức năng Việt Nam đang phải gấp rút xây dựng phương án ứng phó. Nước từ đợt lũ thứ tư trên sông Trường Giang đổ về đập Tam Hiệp với lưu lượng lên tới 75.000 mét khối trên giây. Đây là mực nước lớn nhất kể từ khi đập được xây dựng cho đến giờ. Theo Global Times, mạng lưới thủy văn sông Trường Giang cho biết, dòng chảy đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đạt đến 75.000 mét khối trên giây vào lúc 8 giờ sáng thứ Năm, khiến mực nước trong hồ đạt 161,81 mét. Đây là đợt lũ lớn nhất đập Tam Hiệp tiếp nhận kể từ khi công trình được xây dựng vào năm 2003. Trước đó, lưu lượng nước lũ lớn nhất đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp là 71.200 mét khối trên giây vào năm 2012. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Trung Quốc đã chuẩn bị tốt để giảm thiểu tác động của bất kỳ thiên tai nào. Trước đó, Tập đoàn Tam Hiệp cho biết để đối phó với đỉnh lũ, các đập ở thượng nguồn sông Trường Giang gồm Ô Đông Đức, Lạc Độ, Hướng Gia Bá sẽ phối hợp để cùng kiểm soát lũ. Các đập sẽ phát huy đủ chức năng phòng chống lũ lụt và dự kiến giảm bớt áp lực phòng chống lũ lụt cho tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh cũng như đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp đã phải mở 11 cửa xả lũ. Trước đợt lũ kỷ lục, đập Tam Hiệp đã phải mở 11 cửa xả lũ với lưu lượng nước lũ lên tới 49.200 mét khối trên giây. Theo dự báo, đập Tam Hiệp sẽ còn tiếp tục phải gánh chịu lượng nước lũ lên tới 50.000 mét khối trên giây liên tiếp trong khoảng 5 ngày tới. Theo thông tin từ báo điện tử VOV, lưu lượng nước lũ đổ về đập Tam Hiệp của Trung Quốc liên tục lập đỉnh trong 2 ngày qua và chính thức đạt mức lớn nhất từ trước đến nay vào sáng thứ Năm. Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng thứ Năm theo giờ địa phương, đỉnh lũ ở trạm thủy văn Thốn Thang trên sông Trường Giang, đoạn của thành phố Trùng Khánh đã vượt qua đỉnh lũ 191,41 m trong lịch sử. Đây là mực nước lũ cao nhất ghi nhận vào năm 1981. Ông Trương Thái Bình, Cục trưởng Cục Thủy văn Thượng nguồn của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang cho biết, đây là mực nước lũ cao nhất kể từ khi trạm thủy văn này hoàn thành, cũng là mực nước lũ lớn nhất mà đập Tam Hiệp phải hứng chịu kể từ khi xây dựng cho đến nay. Được biết, trạm thủy văn Thốn Thang là một trong những trạm chính quan trọng ở thượng nguồn sông Trường Giang. Mực nước tại đây sẽ quyết định sự an nguy của khu vực trung tâm thành phố Trùng Khánh. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, đợt lũ lớn lần này đã khiến 260.000 người dân ở Trùng Khánh bị ảnh hưởng, hơn 250.000 người phải di rời. Nhiều đường phố, cầu cống, bến phà, công viên, quảng trường tại đây bị ngập nặng, có nơi nước ngập cao gần hết tầng 3 của một tòa nhà. Trùng Khánh đã lần đầu tiên trong lịch sử phải nâng mức phản ứng phòng lũ lên cấp 1, tức là cấp cao nhất vào thứ 3 vừa qua. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hiện mực nước của hơn 50 con sông ở thượng lưu sông Trường Giang đã vượt mức báo động. Trong đó, có tới gần 30 con sông vượt mức an toàn, 9 con sông vượt mức nước lũ lịch sử. Thủy điện Trung Quốc xả lũ, Việt Nam gấp rút ứng phó. Vào thứ Năm, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai cho biết vừa nhận được thư liên hệ của Ban Ngoại giao huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thông báo về việc thủy điện Mã Đô Sơn của Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, khiến các cơ quan phòng chống thiên tai Việt Nam phải gấp rút xây dựng phương án ứng phó. Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 3, lưu vực sông Hồng hứng chịu mưa lớn, mực nước dâng cao. Để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện Mã Đỗ Sơn, Trung Quốc dự kiến xả lũ từ 9 giờ cho đến 17 giờ ngày thứ Năm, khi đó mức nước sông Hồng dâng cao hơn. Trước thông tin này, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai đã gửi công điện hỏa tốc đến các cơ quan chức năng địa phương và thông báo cho người dân khu vực ven sông Hồng biết để chủ động biện pháp phòng chống. Theo báo Zing News dẫn trao đổi của ông Quảng Văn Việt, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin và đang lên phương án ứng phó.
Hiện cơ quan chức năng chưa thể đánh giá mức độ ảnh hưởng từ đợt xả lũ vì chưa có số liệu về lưu lượng xả lũ xuống từ phía thủy điện Mã Độ Sơn. Đây là điều đáng lo ngại vì khi không có thông tin, các đơn vị khó xây dựng kịch bản ứng phó phù hợp. Ông Việt cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến mực nước trên sông Thao đã lên trên mức báo động 2. Mưa tiếp diễn những ngày tới và việc xả lũ từ thủy điện Mã Đỗ Sơn, Trung Quốc khiến mực nước trên sông Hồng tiếp tục dâng. Ông cho biết, việc thông báo xả lũ từ nhà máy thủy điện Mã Đỗ Sơn xuống sông Hồng là chưa từng có tiền lệ. Vì vậy, chúng tôi phải tính toán các phương án ứng phó trong mọi tình huống có thể xảy ra. Cùng ngày, thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện khẩn gửi các tỉnh, thành phố Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội yêu cầu khẩn trương ứng phó trước thông tin thủy điện Mã Đỗ Sơn xả lũ xuống sông Hồng. Hiện một số sự cố do mưa lũ đã xuất hiện trên tuyến đê sông Thao, tỉnh Phú Thọ, nên Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm các sự cố đê điều đã xảy ra. Việc tuần tra, canh gác, bảo vệ đều phải được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Lực lượng chức năng phải kiểm tra, ra soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn dân cư, hoạt động kinh tế xã hội ở ven sông, bãi sông và các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở, đồng thời sẵn sàng tổ chức di rời, sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm. Trước đó, mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc đã gây lũ trên sông Thao và ngập lụt ở Yên Bái trong các ngày từ thứ Hai cho đến thứ Tư. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái vào sáng nay lên đến 32,5m, trên báo động 3 là 0,5m. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày thứ Năm cho đến ngày thứ Bảy, thì Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa từ 100-120mm, trọng tâm ở Tây Bắc và Việt Bắc. Bão số 3 quăng quật Quảng Đông buộc đóng cầu vượt biển dài nhất thế giới. Liên quan đến diễn biến của cơn bão số 3 vào ngày thứ Tư, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo màu cam trên thang 4 màu, từ thấp đến cao bao gồm xanh, vàng, cam và đỏ. Đối với bão số 3, sau khi phát hành cảnh báo tương tự vào ngày hôm trước đó, cây cầu vượt biển nối giữa Hồng Kông, Chu Hải, Cà Mau đã bị đóng tạm thời. Trong khi dịch vụ phà qua eo biển giữa Quảng Đông và Hải Nam phải ngừng hoạt động do bão số 3. Thông tin từ Tân Hoa Xã cho biết đây là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cơn bão đã tràn qua các khu vực ven biển của thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông vào lúc 6 giờ sáng thứ Tư với sức gió ở vùng gần tâm bão đạt 35m/giây, tương đương cấp 12. Theo thông báo của Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu, các dịch vụ xe lửa giữa các thành phố gồm giữa Quảng Châu, Chu Hải và Giang Môn, Trạm Giang cùng một số dịch vụ tàu cao tốc giữa Quảng Châu, Thâm Quyến đã bị hủy do gió mạnh cùng với mưa to trong ngày thứ Tư. Còn cây cầu vượt biển dài nhất thế giới nối giữa Hồng Kông, Chu Hải, Macau đã bị đóng tạm thời trong cùng ngày vì các lý do an toàn. Cây cầu vượt biển này dài 55 km, khánh thành vào năm 2018. Hãng China Sky Airlines, một trong những hãng hàng không lớn của Trung Quốc có trụ sở Quảng Châu, đã hủy tổng cộng 75 chuyến bay ra vào Quảng Châu, Thâm Quyến và Chu Hải, ảnh hưởng tới hàng ngàn hành khách. Trong khi đó, dịch vụ phà băng qua eo biển Quỳnh Châu nằm giữa tỉnh Quảng Đông và Hải Nam đã phải tạm ngưng từ tối thứ Ba do ảnh hưởng của bão số 3. Theo báo China Daily, tại Chu Hải, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nhất do bão số 3 đến nay. Nhiều cây xanh đã bị bật gốc cùng nhiều bảng quảng cáo bị thổi bay, gây hư hại cho xe cộ đậu dọc lề đường và ảnh hưởng tới giao thông. Tất cả công trường xây dựng và các chợ ngoài trời đã bị đóng, trong khi lớp học tại các trường và nhà trẻ trong thành phố cũng tạm ngưng từ ngày thứ Tư. Theo trang ThePaper.cn, người dân tại Chu Hải được khuyên trú tại các nơi an toàn để tránh mưa gió và không đi ra ngoài nhằm đảm bảo người không rời nhà, xe không xuống đường. Kính thưa quý vị và các bạn, tối Chủ nhật vừa qua, siêu bão số 4 đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và làm cửa sổ nhà sập và một phần lưới điện cũng đã bị gián đoạn. Khoảng 158.000 người dân trong tỉnh đã được sơ tán. Hơn 40 chuyến bay đã bị hủy, dịch vụ vận chuyển bằng phà và tàu cao tốc qua eo biển Đài Loan cũng ngừng hoạt động. Cảnh sát biển đã cứu được một nhóm ngư dân trên biển và các nạn nhân hiện đã được bố trí chỗ ăn, chỗ ở tại một khách sạn. Các chuyến bay đến thủ phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến hiện đang hứng chịu mưa lớn và gió giật mạnh đã bị hủy bỏ.
khoảng 100 chiếc xe lửa chạy qua thành phố Hạ Môn cũng đã bị đình chỉ. Nhiều tuyến đường giao thông ở Phúc Châu đã bị ngập lụt và cung cấp nước sinh hoạt cũng đã bị gián đoạn nhiều giờ. Siêu bão số 4 được cho là sẽ làm gián đoạn các hoạt động của ngành đường sắt và hàng không. Khoảng 120 chuyến tàu, hầu hết đi từ Thượng Hải tới các thành phố lớn ở Phúc Kiến và Quảng Đông sẽ bị hủy vào cuối tuần. Trung Quốc có 4 mức trong hệ thống cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, với màu đỏ là mức nguy hiểm nhất, theo sau là màu da cam, vàng và xanh da trời. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo màu vàng vào sáng thứ Năm và chuyển sang màu cam vào buổi tối cùng ngày. Cùng ngày, cơn bão số 4 đã tàn phá Đài Loan, Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người và làm 4 người mất tích. Nhiều trường học, văn phòng, chính phủ, một số khu vực tại Đài Loan, Trung Quốc đã buộc phải đóng cửa. Hãng hàng không Đài Loan cũng công bố điều chỉnh hoãn hoặc hủy bỏ hàng trăm chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. Trước đó, giới chức Đài Loan, Trung Quốc cho biết đã sơ tán khoảng 7.500 người với hơn 35.000 nhân viên quân sự được triển khai để hỗ trợ. Ngoài ra, chính quyền cũng ban hành cảnh báo nguy cơ lũ lụt và lở đất kèm theo. Đây là trận bão thứ tư trong năm nay đổ bộ vào Trung Quốc, đã làm 14 người chết và 4 người khác mất tích tại tỉnh Chiết Giang. Nhà chức trách Chiết Giang hôm nay cho biết thành phố Ôn Châu là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 12 người thiệt mạng và 4 người mất tích vì lũ quét và lở đất. Trận bão số 4 đã gây mưa lớn tại nhiều khu vực tỉnh Chiết Giang trong hơn 2 ngày qua, có nơi mưa lên tới 700mm, mức cao kỷ lục trong 120 năm qua. Một vài thị trấn tại thành phố Ôn Châu và Lệ Thủy bị nhấn chìm trong nước lũ, có nơi mực nước cao đến 4m. Tính đến chiều qua, trận bão đã ảnh hưởng tới hơn 1,5 triệu người dân và buộc hơn 188.000 người tại Chiết Giang phải đi sơ tán. Nước lũ đã nhấn chìm 223 ngôi nhà, phá hủy 272 tuyến đường và 43.600 hecta vụ mùa, ước tính thiệt hại kinh tế là 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 644 triệu đô la Mỹ. Tỉnh Chiết Giang đã huy động lực lượng cứu hộ lớn tới các vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất vì thiên tai. Trong đó, riêng thành phố Ôn Châu có hơn 50.000 nhân viên cứu hộ được triển khai. Sau khi tàn phá Đài Loan, Trung Quốc làm 6 người chết, bão Sudelo tiếp tục đổ bộ vào các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây và An Huy của Trung Quốc. Dù đã suy yếu, song bão vẫn gây thiệt hại nặng nề ở những khu vực này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa, Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.